Tiếp nối thành công của giải bóng bàn, các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng cúp LDV các năm trước. Từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2017 tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng cúp LDV lần thứ tư năm 2017. Quy tụ gần 200 vận động viên đang thi đấu tại các giải quốc gia và các vận động viên trẻ nhiều triển vọng đến từ hơn 20 câu lạc bộ bóng bàn thuộc các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắk Lắk. Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng cúp LTV lần thứ tư năm 2017 tranh tài ở 5 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam hạng A, đơn nam, đơn nữ hạng phong trào. Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng mở rộng cúp LTV lần thứ tư năm 2017 hứa hẹn mang lại cho người hâm mộ bóng bàn những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Kính mời quý khán giả và người hâm mộ đến theo dõi các trận đấu và cổ vũ cho các vận động viên tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa Thể thao Bảo Lộc, số 1 Lê Ngọc Hân, thành phố Bảo Lộc.